Hello mọi người nha, hôm nay bên em về rất là nhiều mẫu điện thoại giá cực rẻ mà không cần cọc và em ship toàn quốc, kiểm hàng thanh toán, cam kết với mọi người là hàng chính hãng, chế độ bảo hành bên em là một năm. Nếu không may các bạn mang đi dùng trong vòng 1 tháng nó bị lỗi, em sẽ hỗ trợ các bác một đổi một tại nhà. Và em bán rất là nhiều cái sản phẩm từ Oppo, Redmi, Samsung, iPhone, Vivo, nói chung là tất cả các mặt hàng trên thị trường có là bên em đều đầy đủ hết. Và bên em bán cho tất cả các bác là có giá trị tầm trung từ 1 triệu đến 10 triệu không có cọc thoải mái kiểm tra đúng sản phẩm này thì chúng ta nhận còn không đúng chúng ta không nên nhận để tránh cái trường hợp là chúng ta nhận nhầm sản phẩm này bị tráo đổi này hoặc có thể là do bên tôi đóng đơn nhầm này cái này nó cũng có thể nó xảy ra tốt nhất để đảm bảo được cái đồng tiền của các bạn và cái sản phẩm của tôi thì cứ kiểm hàng thanh toán là ok nhất đúng không ở đây không phải là bán rau bán cỏ đây là những cái sản phẩm mà bán có cái giá trị nên là tốt nhất chúng ta phải đặt được những cái địa điểm uy tín cửa hàng uy tín để chúng ta mua đấy và chúng ta phải kiểm hàng chúng ta mới thanh toán tiền chứ không tự nhiên bảo là cái đơn hàng mấy triệu bạc mà à, không được kiểm hàng ai mua đúng không còn bây giờ em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác từng cái sản phẩm anh em ưng được cái sản phẩm nào thì nhấc máy và gọi chốt đơn cho em À, rồi em sẽ ship cho các bác 1 đến 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày thì các bạn đã nhận được cái sản phẩm đó và em bán giá rẻ nhất cho tất cả các bác xem nhá. Đây là một cái sản phẩm tiền ít thịt nhiều rất là nhiều người quan tâm và rất là nhiều người để ý phù hợp cho tất cả mọi người từ thanh niên trung niên người già hay là nam nữ đều dùng ok nhá con này em bán cho tất cả các bác giá là bao nhiêu các bạn chỉ bỏ ra chưa đến 2 triệu mà nhận ngay một cái sản phẩm ram tám hai trăm năm pin bốn màn hình sáu năm inch nhá Oppo F9 Pro mới full hộp nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe em đã quảng cáo mới và và đọc rõ cái thông tin thì các bạn cứ nghe theo những cái lời em quảng cáo mà các bạn nhận còn không đúng chúng ta không nên nhận để tránh cái trường hợp là chúng ta à, nhận nhầm sản phẩm nha các bạn nhé Oppo F9 Pro mới full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện giá chỉ có 1 triệu 950.000 Oppo F9 Pro nha RAM 8 256GB này Đấy, nếu mà các bạn không nhìn thấy cái thông số mà em à, em quay ở trên cái thiết bị này ấy, đấy, thì các bạn cứ nghe theo lời em mà nhận. Đây này, các bạn cứ nhận đúng RAM 8 này 256 GB thì các bạn nhận nha còn không đúng chúng ta không nên nhận nha Đấy. Hai sim hai sóng, giá cho các bác chỉ có 1 triệu 950 000 mà nhận ngay một cái sản phẩm mới như thế này là khá là ok rồi nha 1 triệu 950 000 thôi, 256 GB. Tiếp theo thì nếu mà các bạn muốn mua những cái dòng mà sản phẩm mà À, cũng là những cái sản phẩm tiền ít thịt nhiều mà phù hợp cho tất cả mọi người thì chúng ta cũng có thể nên tham khảo con này đây là một chiếc điện thoại cũng là ram cao pin châu và dùng khá là ok tạm được đấy tạm được bởi vì tầm 1-2 triệu thì nó cũng tầm này là ok nhất rồi đấy các bạn ạ đây là một chiếc điện thoại Oppo A31 mới full hộp và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe con này để cho các bác giá là bao nhiêu ạ 2 triệu 150 nghìn RAM 8 256GB pin 5000 nha Oppo A31 <laughs> A31 nha Oppo A31 đây Đây RAM 8 này 256 g này Đấy Cứ nghe theo lời em quảng cáo mà chúng ta thanh toán tiền Bởi vì em quay ở đây chắc chắn là một số bạn sẽ không nhìn thấy được cái thông số ở trên cái điện thoại này Trên cái thiết bị ở trên tay của em đây Bởi vì là ở cái, cái, cái thiết bị này thì chứ nó rất là bé đúng không Đấy, tốt nhất là các bạn cứ nghe theo lời mà em quảng cáo và nó không đúng thì chúng ta không nhận nhá Còn rất là nhiều người bảo máy sợ xước, sợ móp méo ở đây nó là cái lớp giấy bóng thôi đấy, Tất cả các máy mặt trước mặt sau đấy các bạn thấy không Mình cầm thì nó có hơi tay này đấy. Mùa đông mà đấy, Nó có hơi tay và mặt trước nó cũng có giấy bóng này đấy, Nhiều bác bảo sao là nhận máy mà nó xước xước một tí nhưng mà không phải đâu Đó là cái lớp giấy bóng các bạn cầm vào nó như vậy thôi đây này Chỉ cần vé như thế này nó đã có dấu vân tay rồi Đấy 2 triệu 150 nghìn nhận ngay một cái sản phẩm RAM 8 256 ghi Oppo A31 nha Khi các bạn đặt hàng các bạn nhớ cái tên cái sản phẩm đó thì các bạn vẫn đặt hàng bởi vì bên em bán rất là nhiều nên là chúng ta chỉ nói chung chung hỏi cái loại mà điện thoại 12 triệu thì có nhưng mà không biết là các bạn thích cái con nào còn à, nếu mà các bạn có ít tiền hơn thì chúng ta có thể tham khảo con này. Đây là một chiếc điện thoại Oppo A5s mới full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Con này em để cho các bác giá là bao nhiêu? Chỉ có 1 triệu 650 nghìn thôi nha. Oppo A5s đây này. Đấy các bạn cứ bảo là ừ quay video thì cảm thấy nó đốm đốm nó bẩn bừng, bừng Nhưng mà thực tế là đây là cái việc thực tế nhất đây. Khi em bỏ nó ra thì nó mới, nó mới, nó mới mới này. Và các bạn phải hình dung được vấn đề này. Em bán hàng ở đây ấy, em không phải là bán cái kiểu là chụp hình rồi là chỉnh sửa để bán mà em ở đây em quay video trực tiếp để bán cho các bác nên là đôi lúc thì nó sẽ không được cái độ sáng không được tốt và máy quay nó không được tốt nên là nó cũng có một chỗ chỗ nó nó nhìn nó rất là khó chịu nên là các bạn thông cảm. Đấy. Còn mình thì mình cũng cố gắng làm sao mà để cho các bạn một cái sản phẩm tốt nhất đến tay của các bạn thôi. Mình cũng cũng như các bạn thôi đúng không? Đấy. Đây này, RAM 6 và 128 g 2 SIM hai sóng nha. Oppo A5s nha mới full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện em quảng cáo mới các bạn nhận nếu mà có xước có móc méo có nứt nẻ có hiện tượng lạ thì các bạn không nên nhận và các bạn báo ngay cho tôi nhá con này chỉ để cho các bạn là 1 triệu 650 nghìn full hộp tiếp theo nếu mà các bạn có ít tiền hơn nữa thì chúng ta có thể tham khảo những cái sản phẩm này đây là con Oppo A3s nhá A3s A5s là con lúc đấy còn con này là A3s con này pin 4500 màn hình 6,45 inch RAM 6 và 128GB cũng là một cái sản phẩm mới và đầy đủ phụ kiện kèm ốp, kèm sạc và kèm tai nghe giá chỉ có 1 triệu 450 nghìn thôi. Oppo A3S nha. Đấy, Oppo A3S con này để cho các bác giá là 1 triệu 450 nghìn. RAM 6 và 128GB. Đây ạ, RAM 6 này 128GB này. Máy 2 SIM 2 sóng nha, phù hợp cho tất cả mọi người dùng máy phụ này làm dùng tạm này hay là cho người già trung niên thanh niên dùng là khá là ok còn các bạn bảo là những cái sản phẩm này em bán đắt em nói thật với các bác ấy, em bán rẻ nhất thị trường các bạn cứ đi tham khảo hết đi nếu mà cảm thấy có chỗ nào mà bán rẻ hơn nữa thì các bạn có thể mua ở đó bởi vì em bán nhá 128g chứ không phải cái loại 16g hoặc 32g hay là 64g mà nó lại là một cái sản phẩm mới nữa cơ đúng không kể cả các bạn đi mua một cái sản phẩm cũ nó cũng có 900 đến 1 triệu 1 triệu 1 triệu, 2 triệu nhưng mà chưa chắc đã được những cái sản phẩm mà à, ram cao bộ nhớ cao như thế này ạ A3S 1 triệu 450 000 triệu tiếp theo thì em có thì rất là nhiều cái sản phẩm này Nói chung là tầm trung thôi từ 1 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu đến 10 triệu những cái sản phẩm này em cũng không dám công khai đảm bảo 100% là cái sản phẩm mình là tốt quảng cáo tốt đúng không nhưng mà thực tế ra nó cũng chỉ gọi là dùng được chứ không phải là những cái sản phẩm mà hai ba mươi triệu còn chưa chắc nó đã tốt đâu đúng không đấy nên là em cũng đã cân đối ngoài thị trường rồi em đăng lên toàn quốc để em bán chứ nếu mà hai người với nhau thì em có thể lừa các bác được nhưng ở đây em bán cho các bác không cọc thì các bạn yên tâm và thoải mái kiểm hàng thanh toán nhiều người bảo là sợ tôi lừa tôi chỉ sợ các bạn lừa tôi chứ tôi không lừa được các bạn vì sao vì tôi không cầm của các anh chị một nghìn nào đúng không ạ đấy các bạn cứ kiểm tra hàng đi nếu mà không đúng những cái lời mà tôi quảng cáo các bạn đừng có nhận cứ thế mà thực hiện cho nó dễ nhất đúng không còn bây giờ mà chúng ta cứ nói chung chung thế này thì ai mà chả nói được phải không ạ nhiều người bán đấy có bán một hai cây thôi thì bắt cọc nọ cọc kia tôi nói cho các bác ấy, thế tại sao tôi bán ở đây bán vài nghìn cây thế này số lượng thì có cả nghìn cây cũng có các bạn lấy lúc nào không có nha. cả nghìn cây này mà không cọc mà được kiểm hàng thanh toán tại sao các bạn lại không tin tôi mà các bạn lại còn bảo là sợ tôi lừa các bạn thế thì chịu nha Đấy. Còn các bạn mà muốn không lừa thì các bạn cứ đi tìm chỗ nào uy tín ở đâu thì các bạn mua. Đấy. Còn đây cũng là một cái sản phẩm ít tiền này. À, ở đây thì em nói cho các bác rõ cái quan điểm như thế này. Đây là một chiếc điện thoại Vivo Y93. Nó có hai cái phiên bản. Một là bản 128GB. Hai nữa là một, cái bản là bản 256GB. Đấy thì nó đắt hơn nhá. 128GB Vivo Y93 36 128GB giá là 1 triệu 500. Còn con nào là RAM 8 256G thì nó là 1 triệu 700 Trên lệnh mất 200 ngàn nhé Đấy Thoải mái kiểm hàng Em ship toàn quốc bất cứ các bác ở tỉnh nào Thành phố nào hay là ở ngõ ngách nào Em đều ship được nhá Đây như con này RAM 8 này Chuẩn chưa Đấy, nếu mà các bạn không nhìn thấy cái chữ ở trong này thì các bạn cứ nghe theo lời em quảng cáo RAM 8 này và con này 256GB Giá em để cho các bác 1 triệu 7 Còn con nào là 128GB thì em bán cho các bác 1 triệu 500 nhá Vivo Y93 Bây giờ em sẽ quay nhanh từng cái sản phẩm Bởi vì là nhà em có rất là nhiều cái sản phẩm Nên là chúng ta quay chậm ấy thì thời gian, thời lượng video nó không chờ đợi Còn đây Là một con Vivo Y11 mới 100% full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe. Con này chỉ để cho các bác với giá là 1 triệu 950 nghìn. Pin 5 nghìn nha, màn hình 6.5 full hộp nha. Đấy, RAM của nó RAM 6 và 128 gb Pin 5 nghìn, giá 1 triệu 950 ngàn. 1 triệu 950 nghìn. Em quay nhanh thôi bởi vì là còn rất là nhiều cái sản phẩm còn chờ đợi chúng ta nữa.

i17 này cũng là một cái sản phẩm mà rất là nhiều người quan tâm và rất là nhiều người để ý tới Vivo i17 pin 5000 màn hình 6.5 RAM của nó RAM 8 256GB Giá em để cho các bác 2 triệu 250 000 Nhận ngay một cái sản phẩm 256GB nha Đây này mới 100% Các bạn yên tâm đi Các bạn cứ nghe theo lời em quảng cáo mà các bạn nhận Em quảng cáo mới mà không mới thì chúng ta không nên nhận Đây này đấy các bạn cứ nhìn thấy nó có bóng bóng này các bạn cứ bảo là máy nó bị xước bị như thế nào thế kia mà không phải đâu nhưng mà trong khi đó em ở đây em phải bỏ ra em quay chứ thực tế ra em gửi cho các bác ấy, em gửi một cái máy phun hộp và nó phải nguyên siêu như thế này cho các bác nhá nguyên siêu như thế này Đấy, nguyên siêu nguyên cái bóng như thế này cho các bác thì đó mới là một cái sản phẩm mới Đấy, còn em ở đây em chỉ bỏ ra để em quay làm mẫu thôi để cho các bác lựa chọn màu và hình, nhìn hình thức rồi à Đấy. Vivo i17 2 triệu 250 nghìn các bạn cứ nghe theo em nói đi, nếu mà các bạn cảm thấy mà em bán đắt đấy thì các bạn cứ đi tham khảo hết rồi cảm thấy mà uh, chỗ nào hợp lý thì chúng ta có thể mua. Đấy nhá. Còn uh, xã hội thì nó rất là nhiều người bán chứ đâu phải một mình tôi bán đâu. Trăm người bán vạn người mua, hơn thua nhau nói chất lượng sản phẩm tốt không bao giờ rẻ, sản phẩm rẻ thì không bao giờ tốt, đúng không? Còn vừa tốt vừa rẻ hay là chúng ta có thể th mua những cái sản phẩm mà tự vừa túi tiền thì các bạn có thể tham khảo bên em ở đây bởi vì là bởi vì là bên em bán rất là nhiều Nếu mà bán một cây hai cây thì nó khó lựa chọn Còn đây là bán rất là nhiều Nên là các bạn theo dõi video này thì đừng bỏ qua cho tôi một lượt đăng ký kênh Và chia sẻ ngay để cho uh, mọi người bạn bè hàng xóm để chúng ta mua cái sản phẩm từ bên em nhá RAM 8 này 256GB này Đấy. Giá chỉ để cho các bác 2 triệu 2, 2 thôi nhá Vivo i17 bảy các bạn theo dõi video thì chúng ta cứ đăng ký kênh đi nó không thừa đâu nay các bạn không mua thì kiểu gì mai ngày kia nó sẽ mua vào trong cái video này các bạn không ưng cái nào ấy thì em lại còn về rất là nhiều cái sản phẩm nữa cơ mà chứ đâu có phải mua cái sản phẩm này đâu đúng không ạ à, có từ Oppo Redmi Samsung iPhone Vivo Nói chung là những cái mặt hàng trên thị trường tầm trung tiền tiền uh, 1 2 3 4 triệu thì là bên em đều có nhá Đây là con Vivo i19 RAM 8 256G là 2 triệu 450 nghìn nhá Vivo i19 còn con uh, 128G thì nó là 2 triệu 250 nghìn chênh lệch mất 200.000 nhá Vivo i19 pin 5.000 màn hình 6.5 mới full hộp và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện giá 2450 và 2 triệu 250 nhá các bạn cứ đăng ký kênh theo dõi hết tất cả các video rồi là chúng ta khác tự nhận được những cái sản phẩm và và được em quay từng cái sản phẩm để cho tất cả mọi người cùng theo dõi chứ còn bây giờ thì sản phẩm nó là cái sản phẩm mới rồi còn bây giờ em cứ ngồi đây để em quay và tả chi tiết thì cũng không có gì để tả đó, cũng chỉ đọc tên tuổi của nó và cho các bạn nhìn qua hình thức thôi. Đấy, như con này Vivo y e 20 s pin 5000, màn hình 6,5 5 RAM của nó RAM 8, 256GB giá để cho mọi người chỉ có 2 triệu 000 ngàn thôi. Vivo y e 20 s nha, Vivo y e 20 s ok chưa, giá 2 triệu 550 nghìn. Đấy, con này pin 5000, full hộp nha, full hộp và đầy đủ phụ kiện. Ốp, sạc và tai nghe, Vivo i20s. E Tiếp theo đó là con Vivo y 50 Vivo y 50 mới 100% Full hộp và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe Con này em để cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? 2 triệu 750 nghìn RAM của nó là RAM 8 và con này 2 Xin lỗi, RAM 8 và 128GB <laughs> Nó là RAM 8 và con này 128GB Đây, RAM 8, 128GB Nếu mà con này nó là 256GB thì i50 nó phải đặt trên 3 triệu Nhưng mà con này nó chỉ là 128 g thôi để cho các bác chỉ có 2 triệu 750 nghìn Vivo i50 nhé Đấy, full hộp 100 Đấy, các bạn yên tâm cứ kiểm hàng đi rồi Ok rồi đúng lời quảng cáo thì chúng ta làm việc mà nhận còn không đúng thì chúng ta không nên nhận nhá còn tiếp theo là con Vivo V15 Vivo V15 thì đang hết pin thôi từ từ đã con này để sau à, chúng ta sẽ chuyển vào một cái sản phẩm này Đấy. đây là một cái sản phẩm rất là nhiều người hỏi và nhiều người mua nha và một số người tìm những cái sản phẩm này pin cũng khá là trâu Đấy, dùng cũng khá là ok Đấy, em sẽ mở cái thông số cho các bạn xem này giới thiệu điện thoại này Vivo i55s Vivo i55s này RAM 8 cộng 4 này và 256GB này À, pin của nó 6.000 nếu mà các bạn muốn tìm những cái sản phẩm pin châu bộ nhớ cũng cao ấy, thì chúng ta có thể tham khảo con này Vivo i55s nhá đấy em bán cho các bác cái giá chỉ có 3 triệu 700 nghìn thôi 3 triệu 700 nghìn Vivo i55s nhớ tên cái sản phẩm khi đặt hàng nha đấy, Vivo i55s các bạn yên tâm đi em bán cho các bác ấy không phải là bán cho một người một ngày em bán vài trăm đơn cơ đấy nên là các bạn yên tâm các bạn cứ nhận hàng đi kiểm tra nó không đúng lời quảng cáo thì chúng ta không nhận thế thôi mà còn các bạn không mua thì chúng ta không nên đặt nha các bạn nha tại sao em mà nói như thế này em không phải là sợ các bác uh, bom hàng em nhưng mà em nói cho các bác nha một mình bạn sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều người shipper có nghĩa là tôi thì tôi ở nhà tôi thôi nhưng mà còn các bạn đặt hàng đi ấy, các bạn không lấy các bạn chỉ là làm trò đùa thôi thì nhân viên người ta nó phải cất cái đơn hàng này và giữ cái đơn hàng này đến tay của các bạn cho là khi mà các bạn không lấy nữa nó lại trả lại tôi hoặc là lại chuyển cho người khác thì nó mất rất là nhiều thời gian thời gian không quan trọng nhưng chủ yếu là nếu mà người ta làm rơi vỡ hay là làm mất máy thì người ta phải đền đúng không ạ đấy nhưng mà làm khổ cho người giao hàng chứ tôi đâu có mất gì mà bạn cũng đâu có được cái điện thoại này đâu đúng không nên là chúng ta không mua chúng ta không nên đặt nha các bạn nhá đấy vivo i 55 s này là phù hợp cho rất là nhiều người không có thời gian ở nhà sạc nhiều này hay là chúng ta hay chơi game các thứ ấy mà nên là chúng ta hãy nghiên cứu con này vivo i 55 s à, đúng rồi i 55 s nha pin 6.000 nha các bác nhá Tiếp theo là em sẽ giới thiệu cho các bác một số cái dòng sản phẩm mà cũng bán rất là chạy, RAM cao, bộ nhớ cao, phiên bản cao nhất của con Oppo F11 mới 100% full hộp và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe. Con này để cho mọi người với giá là bao nhiêu? Chỉ có 2 triệu 350 nghìn. Các bạn bỏ ra 2 triệu 350 nghìn thì chúng ta nhận được một chiếc điện thoại pin 5 000 này. Màn hình con này 6,5 này và con này RAM 8 này, 256GB này, F11 nha, Oppo F11 hai sim hai sóng nha đấy giá lại cực rẻ mà ram lại cực cao thấy chưa đấy có các bạn có thấy ai bán hàng như em không em mà quảng cáo sản phẩm không đúng này những cái lời quảng cáo của em nó không đúng với sản phẩm này và chất lượng và giá trị nó cao quá này chất lượng kém này giá trị cao quá thì em không đặt được 5 triệu người xem và không đặt được 4 đến 50 nghìn người đăng ký kênh và sẽ không đạt được 4 500 đơn một ngày đấy các bạn chỉ cần địa điểm uy tín nó như thế thôi làm gì có ngày nào ai mà bán được 4 500 cái điện thoại nhưng mà tôi bán được đấy Đấy. Một chiếc điện thoại kiếm từ các bác 100 đến 200 ngàn chứ không phải như người ta kiếm 7 800 đến 1 triệu trên một chiếc điện thoại. Đấy. Giá 2 triệu 350 nghìn nhé. Oppo F11 2 triệu 350 nghìn. Nói chung là sản phẩm này nhiều lắm các bạn ạ. Nên là các bạn cứ đừng rời qua màn hình. Muốn xem thêm thì cứ đợi em rồi em sẽ quay cho các bác từng cái sản phẩm rồi thì các bạn chắc chắn là sẽ có có những cái con nào mà các bạn ưng ý. Còn như con này là Oppo A32 mới 100% full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe. Con này để dành cho các bác chỉ có 2 triệu 500, nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 cộng 3 thành ra 11 và con này 256 gb nhá. Đấy, Oppo A32 full hộp nên là các bạn yên tâm, cứ đã báo full hộp rồi thì chúng ta không lo về vấn đề vấn đề khác cả. Đấy, cứ nhận hàng nếu mà nó không đúng lời em quảng cáo và cái sản phẩm của em quay ở đây thì chúng ta không nên nhận để đảm bảo được, được, được cái đồng tiền của các bạn không bị mất và cái sản phẩm của tôi nó phải đúng để tránh được trường hợp là cái mất uy tín nhá còn tất nhiên những cái sản phẩm nó có lỗi hay không ấy, thì cái này em nói cho các bác con người nó còn lỗi chứ đừng có nói là máy móc bởi vì cái giá trị cái sản phẩm này nó cũng quá rẻ nên là trăm con nghìn máy nó lỗi một con là chuyện bình thường nên là các bạn yên tâm nếu mà chúng ta không may nhặt phải những cái con mà nó bị lỗi ví dụ sóng kém mạng kém hay là như thế nào đó thì em sẽ hỗ trợ các bác có nhân viên đến tận nhà các bác đổi cái sản phẩm này về nhá như con này a 32 này em chỉ để cho các bác 2 triệu năm nhận ngay một chiếc điện thoại ram tám hai năm oppo a 32 hai nhá mới full hộp Đấy, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện ốp sạc này tai nghe này tiếp theo là một cái sản phẩm oppo a 53 s mới full hộp và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện ốp sạc này tai nghe này để cho mọi người với giá là bao nhiêu 2 triệu750.000 mà nhận ngay một chiếc điện thoại Oppo a53s nhá nghe rõ cái thông tin thông số và cái tên cái sản phẩm này ram 8 cộng 3 này à, và con này 256 gb này Đấy, ok chưa Đấy, Android 12 chấm nhá sản phẩm mới 100% Đấy. Oppo a53s giá 2 triệu750.000 Tiếp theo là một số cái sản phẩm nữa này. Uh, Oppo A73. Con này con này chưa bận nguồn. Uh, Oppo A73 mới 100% full hộp và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe để cho các bác với giá là bao nhiêu? 2.650.000 triệu 650 nghìn. nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 và con này 256G nhá. Đấy uh, RAM 8 cộng 5 thành RAM 13 và con này 256G mới phun hộp nha các bác nha Còn nếu mà các bạn mà muốn xem thêm một số cái chi tiết từng cái sản phẩm thì các bạn kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp để hỏi em bởi vì em cũng không có thời gian ngồi đây để quay từng cái sản phẩm một cho nó kỹ càng được bởi vì mình cũng đang à, vừa quay vừa nói chuyện nên là đôi lúc nó cũng bị lấn lộn đấy nên là cũng không nhớ được hết nên là các bạn muốn hỏi gì thì cứ gọi trực tiếp nha số điện thoại em đã gắn trên màn hình rồi đấy, để cho các bác à, gọi rồi đó nha Oppo A73 giá 2 triệu 650.000 thôi mới 100% full hộp đầy đủ phụ kiện ốp này sạc này tai nghe này Đấy, đã gọi là một cái sản phẩm mới thì nó, nó sẽ không thiếu bất cứ một cái gì cả còn con này là Oppo A74 Đấy, tại sao con này là giá là 3 triệu 150 nghìn nhưng mà nó là 256g nhé các bạn nhé Oppo A74 Đấy, mới 100% full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện giá 2 triệu là xin lỗi giá 3 triệu 150 nghìn Còn giá bán lẻ em bán 3 triệu 4, à, 4 triệu 350 nghìn Bởi vì cái giá này là em phải đóng thuế Còn em bán cho các bác không có thuế thì bớt được 1 triệu Đấy. A74 giá 3 triệu 150 ngàn Pin 5 ngàn màn hình 6,5 RAM của nó RAM 8 cộng 5 thành RAM 13 Và con này là 256 gb nhá Đây 8 5 này 256 gb A74 5G Đấy để cho mọi người giá cực rẻ đó Chỉ có là 3 triệu 150 nghìn A74 Tiếp theo là con A76 Oppo A76 Oppo A76 mới 100% full hộp và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện ốp sạc và tai nghe Con này em để cho các bác giá là bao nhiêu ạ? 3 triệu thôi, chỉ có 3 triệu thôi Tại sao 76 lại đắt hơn, à, xin lỗi, 74 lại đắt hơn 76 Vì con này nó là 128GB Nhà 6 và 128GB full phụ kiện Đấy để cho các bác chỉ có là 3 triệu tròn. A76 nhá. Đây. 8 này, này 128 g nếu mà con này mà nó là 256 g thì nó lại đắt hơn. Đấy. 3 triệu thôi, chỉ có 3 triệu 3 đồng thôi thì chúng ta nhận ngay con này. A76. Tiếp theo nữa, em sẽ giới thiệu cho các bác A78. Oppo A78 này ấy, Có cả màu đen nhá Đây là màu tím nhạt nhạt thế này Đấy. Nói chung là màu thì cũng không quan trọng đâu Khi các bạn nhận hàng không ưng Thì chúng ta có thể là thay cái ốp nó đi Thì nó sẽ thành màu khác thôi A78 mới 100% full hộp và nguyên hộp Và đầy đủ phụ kiện ốp sạc tai nghe Giá chỉ có 3 triệu 500 Đấy. Thị trường người ta bán trên 6 triệu Nhưng mà người ta đóng thuế má vào nó là đúng rồi Đấy, nên em nói cho các bác là trên thị trường thì nó có hàng tàu, hàng nhái, hàng độ vỏ, hàng sách tay, hàng lối kỹ thuật nó có rất là nhiều nên là chúng ta phải tìm được những cái địa điểm uy tín mà chúng ta mua. Đấy như bên em bán cho các bác không cọc, nếu mà em quảng cáo sai làm gì ai nhận đúng không? tự nhiên là à, à, rước họa vào thân, mất thêm à, tiền gửi rồi thì mất thời gian quay video rồi lại mất à, thời gian đóng hàng và gửi đi nữa, đúng không? ạ nên là em cũng phải đọc rõ cái thông tin, thông số và giá trị nó phải hợp lý trên cái thị trường à, nên là em mới bán được cái số lượng rất là nhiều như vậy. như con này ấy RAM 8 cộng 4 này, thành ra 12 này và bản 256 g này A785 g nhá. giá em để cho các bác cực rẻ đó, chỉ có 3 triệu 500 thôi. Đấy. Còn anh em cứ đi tham khảo đi, còn thấy chỗ nào mà nó bán rẻ hơn nữa thì cứ chúng ta cứ đi vào đấy mà hốp thôi. Đấy, còn em em bán cho các bác thì thu lợi từ các bác bằng thật nhưng mà em cũng phải bỏ ra một cái sản phẩm nó phải tương ứng với cái đồng tiền khi các bạn bỏ ra đúng không ạ Còn nếu mà các bạn muốn tìm những cái Samsung đây này 7879 có hết nha các bạn nhá không phải cọc đâu các bạn thoải mái kiểu mà như con này là Oppo A76 à xin lỗi xin lỗi Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy A12 con này em để cho các bác giá 2 triệu 650 nghìn Đấy, mới full hộp full phụ kiện ốp sạc và tai nghe nhé Samsung Galaxy A12 Đấy, mới 100% Đấy, để cho các bác chỉ có 2650 Đây là 128 g này. Thông tin pin của nó này. Pin 5000 này. Đấy. Em bán cho mọi người giá chỉ có 2 triệu 650 nghìn Nhận ngay một chiếc điện thoại full hộp máy Samsung Galaxy A12 nha à, Còn nếu mà các bạn muốn tìm những cái sản phẩm mà nó cũng giá nó cũng cực rẻ thôi Thì chúng ta có thể tham khảo những cái sản phẩm này Đấy, Bởi vì em bán cho các bác thì Tuy nhiên thì à, mỗi người thích một cái mẫu ví dụ như con này như con này ấy, đây gọi là Penco S1 nhá Penco S1 đây này đây, full hộp này nguyên siêu nguyên tem này thông số nó ghi rõ này màn hình 6, 6 8 in này full HD nhá pin của nó 5.000 này hỗ trợ sạc từ 18W trở lên này Android nó lên tận 13 chấm này đấy con này để cho các bác với giá là 3 triệu 100 ngàn thôi 3 triệu 150 nghìn nhưng con này Ram 8 và 128 ghi nhá nhớ tên và cái thông số của nó nhá Đừng có nhận nhầm đến lúc này gửi đi để không nhận thì nó tội cho người shipper người ta nắng mưa gió người ta phải đi làm Đấy, Con này em để cho các bác chỉ có là uh, 3 triệu 100, 150 nghìn thôi Đấy, Ram 8 và 128 S1 nha Penco S1 còn tiếp theo là con V Cũng là Penco V91 Penco V91 con này là em để cho các bác giá cực rẻ thôi hộp của nó ở đây này Đấy, full hộp như thế này tất cả các sản phẩm đều là phải có full hộp nguyên hộp con này để cho các bác cũng là 3 triệu 150 nghìn Đấy, mới 100 phần trăm Ok chưa ạ con này là 3 triệu 150 nghìn là quá rẻ rồi em đã cân đối thị trường toàn cầu hết rồi Đấy, không còn chỗ nào rẻ hơn đâu Kiểu gì thì kiểu em bán ở đây cứ phải giá chênh lệch của bên thị trường à, tầm đâu đó khoảng 1 triệu. Có thể hơn 1 triệu trên một chiếc. Đấy, con này đây này RAM 8, RAM 8 cộng này và 128 GB này, Android 13 chấm này. Đấy, 128 này. Máy của nó là pin của nó là bao nhiêu đây? À pin vừa đọc xong rồi, pin 5.000 đúng không? Giá 3 150 000 thôi, miễn ship kiểm hàng thanh toán. Như con này con này là TCL Đấy, TCL gọi là TCL 40 SE Con này ấy, là pin cũng khá là cao Và trong khi đó là con này RAM cũng khá là tương đối Giá trị của nó thì nó cũng vừa phải thôi Con này bán 3 triệu 9 nhé 3 triệu 9 Tại sao nó có cái giá trị 3 triệu 9 Con này nó là Xem nào Cái thông số cho nó rõ ràng nhá Đấy Đây như là quay phim chụp ảnh thì chúng ta cũng gọi là được đấy tới tầm ba bốn triệu thì để mà ngon thì chưa là ngon đâu anh em ạ để mà ngon nữa thì còn phải mấy chục triệu mới là ngon đấy thì em mới bán cho các bác với cái tầm giá này là nó là hợp lý nhất trên cái thị trường và em cũng cân đối hết cho tất cả các bác hết rồi chứ không phải là nói riêng bất cứ một mình ai đấy màn hình con này là 6,68 nhá đấy ram của nó là ram 12 nhá và con này 256 trăm năm sáu g ba triệu chín trăm nghìn Ok chưa yeah. à, 3 triệu 900 nghìn 40 e nha không phải 4 thừa nha hộp của nó đây vẫn còn full siêu đấy anh em ạ Đấy. nhiều người thì không hình dung được thì cứ bảo là sợ là em bán đắt bán rẻ em bán đắt thì làm gì em bán được nhiều như thế này đúng không Còn đây là con uh, Oppo A3X 5G RAM của nó ra 12 nhưng con này nó chỉ là 128GB Đấy, A3X 5G con này em bán cho các bác với giá là bao nhiêu? 3 triệu 950 nghìn. Oppo A3X nhá Hộp của nó ở ngay trước mắt của chúng ta đây này. Đấy. Full phụ kiện. Full phụ kiện nha. Full hộp nha. Oppo A3X. Đây. A3X 5G này. 128GB này. Màn hình 6.67 inch này à, uh, pin dung lượng của nó là 5.100 này đấy ram của nó ra 12 à, 6 cộng 6 thành ra 12 và Android nó lên 14 này. đấy con này chỉ để cho các bác chỉ có 3 triệu 9 thôi. màn to máy to và hình thức cực kỳ là đẹp đấy, 3 triệu 900 000 3 triệu 950 000 đây này, như con này đấy. con uh, Hanno này con này là x6a mình cứ đọc con x6a cho nó dễ đọc theo cái tiếng của nó rất là khó X6A RAM 4 và 128 GB, giá con này chỉ để cho các bác một chưa nói 3 triệu 150 000 cũng là 3 triệu 150 000 mà nhận ngay một cái sản phẩm như thế này. Đấy, mới 100% nha, không có là à, quảng cáo mà mới mà nhận máy cũ không có đâu nhá. Hai sim hai sóng. Con này để 3 triệu 150 000 đây này. Pin của nó là 5200 A và 128 GB này. Đấy, cam sau 50 chấm này. Đấy, ok chưa Đấy, nó là một cái sản phẩm mới nên là à, bán rất là chạy nhé nhìn cũng khá là tương đối đẹp Đấy, để mà cực đẹp so với của người ta bằng ba bốn chục triệu thì không bằng nhưng mà cái tầm tiền thì mua được cái sản phẩm như thế này là 3 triệu 150 nghìn là hợp lý thôi Đấy, em cũng đã tính toán và nghiên cứu hết còn tiếp theo có như con này Redmi rất mi 12 nhé rất mi 12 Đấy, pin con này 5 000 màn hình 6,7 inch ram của nó ram 8 cộng 2 thành ram 10 và con này 256 Đấy con này để cho các bác cũng là 3 triệu 700 nghìn à, 3 triệu 700 nghìn Con này 256 gb nhá Đấy, 3 triệu 700 nghìn Còn con nốt 12 này là 4 triệu 100 nghìn 4 triệu 100 nghìn Đấy Pin con này cũng là 5 nghìn Và con này cũng là 256 gb mới full hộp nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe à, ok chưa giá của nó là 4 triệu 100 nghìn thôi em ship toàn quốc nha ship bất cứ các bác ở tỉnh nào em đều ship được nha à, Redmi Note 12 nha nhớ tên cái sản phẩm đó thì chúng ta mới đặt được hàng bởi vì sản phẩm em rất là nhiều nên là chúng ta nói cơ bản sơ sơ qua là chúng ta không thể đặt được hàng còn đây cũng là một cái sản phẩm RAM cao bộ nhớ cao giá cực rẻ 3 triệu 700 nghìn thôi Oppo K9X Con này là RAM 12 cộng 5 thành RAM 17 Và con này 256 gb nhá Giá cũng 3 triệu 7 Cũng là một cái sản phẩm mới 100% full hộp và nguyên hộp Và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tay nghe Đấy giá rẻ chưa Đề như vậy là quá rẻ rồi các bạn ạ nhá nên em mới nói cho các bác, các bác chưa mua thì chúng ta cứ đăng ký kênh để chia sẻ cho mọi người, người khác cùng mua. Còn mua rồi thì chúng ta à, chờ đợi và có thể có những cái máy mới hoặc có cái sản phẩm khác này đăng lên đây này ra 12 cộng 5 này và tất cả các sản phẩm của em ấy, các bạn đừng có nói là hôm nay em xem thì chắc là hết không hết rồi đâu nhà em lúc nào cũng có nha năm này sang năm khác có đều có bởi vì đăng ký theo công ty cơ mà đấy ra 12 cộng 5 thành ra 17 và con này 256 gb Oppo K9X giá 3 triệu 700 000 nghìn Tiếp theo là một cái sản phẩm Redmi C33 Redmi C33 mới 100% full hộp và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Con này để cho các bác 3 triệu 350 ngàn. 3 triệu 350 ngàn. RAM của nó RAM 4 cộng 4, à, xin lỗi RAM 8 cộng 4 thành ra 12. Và con này là 256GB nhá Đấy. RAM của nó là RAM 8 cộng 4 thành ra 12 và con này là 256GB nhá Bạn 256GB. Giá chỉ có là bao nhiêu ạ? Vừa bảo các bác đấy. 3 triệu 350 000 thôi quá rẻ đúng không ạ Nếu mà các bạn muốn hỏi thêm một số cái thông tin kỹ thuật của nó thì các bạn là cứ gọi trực tiếp nhé bởi vì là ở đây thì cũng không thể có ngồi đây mà cứ tả một chiếc điện thoại được như con này là Oppo A9 Oppo A9 này em bán cho các bác 2 triệu 800.000 Oppo A9 nhá, con này ấy là RAM của nó là RAM 8 và con này 256 g mới full phụ kiện full hộp và nguyên hộp nhá cứ full hộp nguyên hộp và chúng ta nhận Đó, RAM 8 này và 256 g giá chỉ có là 2 triệu 800 nghìn thôi Oppo A9 Đó, Oppo A9 tiếp theo là A92 như con này là con này là A92 này Đấy con này nó là loa kép và con này nó là RAM của nó RAM 8 cộng 5 thành ra 13 và con này 256 g nhá Oppo A92 giá để cho các bác full hộp hộp nó ở đây luôn đấy giá là 2 triệu 950 000 đấy. Oppo A92 đây những cái sản phẩm hơn triệu này iPhone 6 này. mất vân tay 64g màn zin pin 100 phần trăm chỉ có 1 triệu 650 nghìn thôi 64GB chỉ, chỉ có mất mỗi vân tay thôi có nghĩa là chúng ta sẽ không mở bằng vân tay bằng uh, mở vân tay bằng uh, mở khóa bằng vân tay được chúng ta chỉ mở khóa bằng uh, bằng số Đấy. chúng ta chỉ mở khóa bằng số thôi giá 1 triệu 650 có đầy đủ phụ kiện ốp sạc tai nghe như con này như con này là iPhone 6s Plus đây là iPhone 6S Plus này. 128 GB, các bạn chỉ cần nhìn cái màn nó đã đẹp hay không rồi, đúng không ạ? Và con này ấy, full vân tay nhá. Tất cả đều ok hết, giá để cho các bác là 2 triệu 200 000 Đấy, hình thức ngoài thì nó đạt được khoảng độ 90 đến 95%, cũng có một số chỗ nó đốm đốm đen đen này, này. Đấy, một tí tí li ti không sao cả. Giá 2 triệu 2 nhá. iPhone 6S Plus 128 GB chứ không phải là cái loại bản 64 GB nó khác này ba hai nó khác nên là các bạn phải phân biệt những cái sản phẩm đó nhá nó không bên em thì không hết được cái sản phẩm đâu lúc nào cũng có hình như là những cái sản phẩm em đã đàn, làm một cái đầu mối để em nhập thì tất cả các sản phẩm đều là ok hết đây này nhiều lắm mấy chục cây cả. một loại này mấy chục cây có hàng trăm cây cũng có nghìn cây cũng có nên là các bạn không lo lắng là mua sản phẩm nhà mình là bị hết sản phẩm không hết được đâu Đấy, nên là các bạn thoải mái và lựa chọn nhá nhà em mà hết máy thì chắc nhiều nhà không còn gì để bán đấy bởi vì là em bán ở đây bán rất là nhiều còn nếu mà các bạn muốn tìm những cái sản phẩm mà ví dụ như là Oppo A97 512 g thì chúng ta có thể tham khảo con này nhá xem con này có phải 512 g không đây 512 g này ram của nó ram 17 này và 512 g này A975G Con này 4 triệu 750 nghìn thôi Chỉ có 4 triệu 750 nghìn Nhận ngay một chiếc điện thoại 512 g à, Ok chưa ạ à, Tất cả các thông số thì chắc chắn là Một số bạn sẽ không nhìn thấy ở trong này Đây em quay gần thì không biết các bạn có nhìn thấy hay không Đây Nó chính xác 100% nó là 512 g đấy Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, em bán cho các bác đã không cọc kiểm hàng thanh toán thì các bạn thoải mái và lựa chọn và chúng ta không sợ là em nói nhầm hay là em lừa các bác đâu các bác yên tâm nhá. Oppo A97 triệu 4.750.000 512 g Tiếp theo là con Vivo V30. Vivo V30 này là RAM 8 và con này 256 g Con này nó là RAM 8 cộng 6 thành ra 14 và con này là 256 g giá 3.700.000 triệu nhá. Vivo V30. Đấy. V30 nhá giá là 3 triệu 700 nghìn con này nó cũng là ra 14 đấy để cứ kiểm tra cho nó chắc luôn cho các bác luôn tránh cái trường hợp là gửi cho các bác bảo là quảng cáo một đăng mà sản phẩm một nẻo thì lúc không mệt lắm đây này RAM 8 6 này Android 12 chấm này 256 ghi Redmi V30 này đấy. 3 triệu 700 nha các bác nha chúng ta bỏ ra những khoản tiền nó không phải là quá lớn Nói chung là nó cũng chỉ mua được cái sản phẩm này thì thôi Chứ còn nếu mà Một số cái sản phẩm khác nữa thì nó còn đắt hơn nữa cơ các bạn ạ Như con này Redmi V11S nha. Redmi V11S màn hình 6.6 RAM của nó RAM 8 Và con này 256GB Pin con này 5.000 Giá để cho mọi người chỉ có là bao nhiêu 3.500.000 thôi Đây ạ nó RAM 8 cộng 3 Và V11S này hai năm sáu này đấy, máy là máy mới 100 phần trăm không thiếu bất cứ một cái linh phụ kiện gì kèm theo tất cả từ các loại điện thoại mà em bán ở đây là đều là phải có phun uh, phụ kiện ốp sạc tai nghe nói chung là đều đầy đủ còn tiếp theo đây là một chiếc điện thoại Redmi 13C mới full hộp và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe con này em để cho các bác giá là bao nhiêu đấy màn hình 6,74 này tin nó 5.000 này Giá để cho mọi người chỉ có là 3 triệu 700 nghìn à, 3 triệu 700 nghìn Nó còn nguyên siêu thì em cũng không phải bóc ra để làm gì nhá. À, 3 triệu 700 nghìn Nên là tầm tiền đấy chúng ta bỏ ra Thì nó cũng không phải là quá nhiều Mà nó cũng không phải là quá ít Nói chung là cũng hợp lý cho với cái sản phẩm đấy thôi à, Thời lượng video thì còn rất là à, Thời lượng video thì à, Có hạn chắc là em phải tạm dừng video ở đây còn sản phẩm thì còn rất là nhiều các bạn cứ đăng ký kênh và chia sẻ ngay video để là các bạn sẽ đón xem một số các sản phẩm tiếp theo các bạn nhé đấy nhà em thì không thiếu bất cứ một cái sản phẩm gì tuy nhiên thì các bạn theo dõi và muốn tìm những cái sản phẩm thì cứ đăng ký kênh đi rồi là em sẽ chia sẻ cho các bác và quay video chi tiết từng cái sản phẩm rồi anh em ưng được con nào thì chốt con đấy nha còn thời lượng video ví dụ có hạn dài quá thì đăng nó không được đấy ngắn quá thì nó là quay chi tiết không được hết cho các bác nên là các bác phải thông thông cảm. Đấy, các bác cứ đăng ký kênh đi rồi là em sẽ quay tiếp một đoạn video vào phần tiếp theo. Nhưng mà video phát vào lúc 7 giờ sáng và 18 giờ tối nhá. Hai cái khung giờ đấy. Cảm ơn mọi người đã mất rất là nhiều thời gian quan tâm video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào video tiếp theo.